Dạ vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Cốc Cốc Audio. Vâng, và bên em thì mới về được hai đôi loa JBL, một chung một chép này. Và hình thức của hai đôi này thì nó cũng còn cực kỳ là đẹp và chất. Đây, khi mà loa mà chưa tháo cái căng thì nó sẽ như thế này, và khi tháo cái căng rồi thì nó sẽ như thế này. Vâng, và em sẽ đo kích thước cho các bác nhé. Đây thì cũng có rất là nhiều bác cũng gọi điện về và hỏi về kích thước của đôi loa này. Thì đây, bây giờ em sẽ đo cho các bác này. Đây, 17,5 nhá. Đây ạ, 17,5. Bề ngang của nó là 17,5. Bây giờ em sẽ đo đến chiều cao này. Chiều cao của nó là 40. Đấy, chiều cao của nó là 40 đây. Và đây là một đôi loa trợ lời cực kỳ là tốt. Kể cả khi mà các bác muốn nghe những dòng nhạc tí tách, nhỏ nhẹ, các bác cũng không cần phải cắm loa. Như các bác không cần phải cắm loa, các bác cắm mỗi đôi này thôi, và một chiếc trầm 25 hoặc là 30 chẳng hạn, thì các bác mở một chút trầm lên và kết hợp với đôi loa này, các bác nghe cũng rất là đã, cực kỳ đã luôn. Bây giờ em sẽ kết nối dây vào nhé. Đây là sau khi mà em đã kết nối dây xong này. Đấy, em đã kết nối dây xong này. Ở bên đằng sau đây nó có phân tần nhé. Và với dòng loa này thì các bác cũng có thể để ở trên kệ. Để trên kệ, trên tủ TV nhà các bác, nó cũng rất là đẹp và chất luôn. Và tiếng lại rất là hay. Và hiện tại bây giờ thì đang được đôi loa này đánh trả lời đấy ạ. Tiếng trung lên cực kỳ là sướng luôn. Âm trung lên cực kỳ mạnh mẽ luôn các bác ạ. Bây giờ em sẽ tháo dây nhé. Bây giờ em sẽ tháo dây của đôi loa BMB này ra này. Đây, bây giờ em sẽ tháo dây ra này. Đấy, em đang tháo dây ra này. Bây giờ em sẽ tháo tiếp dây bên này ra nữa. Hơi khó xem này. Em đã tháo tiếp dây ra này.
bây giờ em đang đánh con trầm bốt này. Đấy, em đang đánh con trầm bốt AM 1200 cộng với lại đôi loa trên này. Và em sẽ tắt trầm đi này. Dạ vâng, và mọi chi tiết thì xin các bác vui lòng liên hệ về số điện thoại đang hiển thị lên trên màn hình. Hoặc các bác có thể để lại số điện thoại, bên em có thể liên hệ trực tiếp với các bác được. Và bây giờ em xin phép em được khép lại video tại đây. Em xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác. Với đôi loa một chung một chép của JBL này, rất là hiếm và rất là ít này, cực kỳ độc. Thì bên em đang bán với giá là 2.950.000 đồng bao ship toàn quốc. Vâng, một lần nữa em xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác.